Chào các bạn, chúng tôi đang ở AFPO, thành phố Cologne của Đức. Hôm nay là ngày 5 tháng 4, là một ngày rất tuyệt vời vì đã lâu chúng tôi không đến đây. Và tôi có một vị khách đặc biệt cùng đến đây ngày hôm nay. Nhà vô địch Mr. Olympia 7 lần, Phil Hess. Đã lâu chúng tôi không tập luyện cùng nhau từ trước giải đấu Mr. Olympia. Nên bây giờ anh ấy muốn rèn luyện thêm cơ bắp của mình. Anh đang cảm thấy thế nào rồi? Bắt đầu tập luôn thôi. Đầu tiên là tập 5 lần mỗi bên, sau đó là cả hai tay. Và kết thúc 5-7 rep như vậy để làm nóng cơ delta trước, rõ rồi chứ? Giờ tôi đang cho anh ấy tập các bài vai. Ai cũng thiếu ngủ sau chuyến hành trình dài gần 20 giờ để đến đây. Anh ấy sẽ bắt đầu với các bài khởi động làm nóng cơ vai, các bài lateral raise, sau đó đến với các bài của set bench press nhẹ nhàng, và cuối cùng là đến với các bài tập với cáp. Nâng cao thêm nữa, đúng rồi. Lần cuối, một lần nữa thôi. Cố lên nào, cố lên Phil. Được rồi. Tiếp tục nào. Di chuyển hết biên độ luôn. Tốt, làm chậm. Từ từ thôi. Lên cao hơn nữa. Tốt. 1, 2, 3. Rep cuối nào. Xuống chậm thôi. Tốt rồi. Đây là các bài tập có mức độ thay đổi. Henny đưa tay của anh ấy lên 3 mức khác nhau, như là partial reps đây, đây và đây. Tôi tập như vậy khoảng 3-4 lần một bên, rồi sang tay kia. Cố lên nào Phil. Đúng rồi. Rep cuối. Rep cuối. 1, 2, 3. Tốt lắm. Cố lên nào. Ba cái nữa. Lần cuối cùng nào. Cao lên. Được rồi. Dễ mà. Dễ mà đúng không? Chúng tôi sẽ tập bài vai với máy tiếp theo. Tôi sẽ không cho anh ấy tập quá nặng. Chủ yếu là tập trung vào vóc dáng, các cơ vai bên và vai trước đã được pump rồi, nên không cần tập quá nhiều set, 3 là đủ rồi. Anh ấy xuống sâu thế. Yeah. Nhưng nó không hề đau một chút nào. Vậy thì tốt. Khi tập, chỉ cần anh ấy cảm thấy phạm vi chuyển động mượt, dễ là được. Điều khác biệt của việc tập với máy đó là bạn có thể xuống sâu hơn một chút, và cơ thể của bạn cũng di chuyển theo bài tập. Tôi đang cố gắng giúp cho anh ấy full range với mức tạ vừa phải, không quá nặng như tôi nói trước đó, và cảm nhận cơ tốt hơn. Để khi mà Phil Hess mạnh lên, anh ấy có thể tập nặng hơn mà vẫn giữ đúng tư thế. Yeah.
Cố lên. Đúng rồi. Tiếp tục nào. Trong này hơi nóng nhỉ? Tôi có thể thấy anh đang đổ mồ hôi. Anh mặc nhiều lớp áo thế. Vì khi nãy tôi bị lạnh mà. Good. Come on, Phil. 5, 4, 3, 2. Feel that shit? Yep. That's good. Come on. Partial reps 5 lần. Mạnh lên nào Phil. Cố lên. Đáng lẽ giờ này chúng tôi đã tập được 10 reps. Chúng tôi đang thiếu ngủ nên tôi không muốn tập quá nhiều. Nhưng cuối cùng anh ấy đã tập đến 15 reps. Thêm 5 partial reps ở cuối mỗi set. Chỉ để tăng cường độ lên đến khi nào không thể tiếp tục được nữa. Phil cảm thấy rất tốt và anh ấy cũng muốn cố gắng hơn nữa. Vậy là được rồi. Tay kia để lên hông. Nghiêng phần này ra trước một tí. Nhìn thẳng vào gương kìa. Đúng rồi. Nhìn chân tôi này. Andre đâu rồi nhỉ? Ngày mai cậu ấy mới đến đây. Tôi sẽ cho Andre thấy chân của Phil để tiếp thêm động lực cho cậu ấy. Andre chắc chắn hoảng loạn. Ngày mai có khi phải chuẩn bị sẵn xe cứu thương và bình oxy cho anh ấy đấy. Bắt đầu tập đi. Hai bên luôn. Đúng rồi, tốt. Tiếp tục đi. Một lần nữa. Đến partial rep. 5 lần. Cố lên. Chạm vào tay tôi này. Ngay đó. Đúng rồi. Tốt lắm. Gồng lên. Giữ nguyên tư thế. Giỏi lắm. Cậu muốn đánh nhau với tôi à? Anh tập bài này như thế nào? Tôi á, chỉ kéo ra như vậy. Là dùng một tay à? Đây là bài single arm lateral, tập cho cơ vai. Vậy là kéo ngang, vuông góc. Đúng rồi. Hãy chắc chắn rằng tay anh di chuyển theo một hình vòng cung lớn hướng ra ngoài. Đứng sang đây, giữ vững tư thế rồi kéo ra. Đúng rồi. Tay kia để lên hông, thẳng người. Chậm lại, từ từ thôi, kéo ra. Đúng rồi. Đây không phải là cơ vai giả tạo qua chỉnh sửa như mọi người thường thấy ở trên mạng. Hashtag no fake delts nhé mọi người. Đừng tin vào những thứ bạn thấy trên mạng. Hướng ngược lên. Đúng rồi, tập trung vào. Chậm thôi. Tốt. Chạm vào tay tôi này. Đúng thế. Kiểm soát lực. Mở rộng tay ra. Tốt lắm. Anh ấy đang tập bài Real Delts. Với các bài tập này, cơ bắp sẽ được tăng lên nhờ vào sợi cáp. Điều hay ho ở đây là khi hạ xuống, bạn sẽ muốn kiểm soát được khối lượng tạ. Kết quả là bạn sẽ đạt được trạng thái eccentric. Độ căng là thứ giúp cơ bắp bạn phát triển. Theo tay tôi này. Tốt. Thấp xuống một tí. Xuống đây. Đúng rồi, cứ như thế. Thấp. Một lần nữa. Cao lên trên. Tốt. Good job.
Tôi đang cho anh ấy tập theo kiểu leo thang, tức là sử dụng biên độ chuyển động từ cao xuống thấp, thay vì theo một biên độ cố định như khi các bạn đã tập River Packet. Chúng tôi dùng sức căng liên tục từ sợi cáp, đồng thời kết hợp với phạm vi chuyển động đa dạng, giúp hoàn thiện vẻ ngoài của cơ vai hơn. Nãy giờ toàn đá hụt, giờ thì anh ấy đã trúng tôi. Anh đang làm gì đấy? Hành động như khi nãy anh vừa làm đi. Đây sẽ là một tấm hình đắt giá đấy. Đáng lẽ tôi phải tạo dáng ngầu hơn. Cố lên nào Phil. Một lần nữa. Chậm lại một tí. Giờ thì tôi đang cho anh ấy tập phone brace, sử dụng kỹ thuật bánh lái, tức là khi kéo ra, xoay, rồi trở lại vị trí ban đầu. Như vậy, cơ bắp bạn sẽ căng nhiều hơn và phải tạm dừng ở giai đoạn cao nhất, nên bạn không thể lợi dụng được quán tính. Đúng rồi. Lên. Xoay trái. Kiểm soát lực như thế. Cố lên nào, như khi anh ấy lái chiếc Bentley vậy, nhanh và tốc độ. Đây là set cuối cùng. Phone drive bánh lái. Vào thôi nào. Kiểm soát nào. Chậm lại. Từ từ thôi. Tốt. Anh muốn thật chậm à? Đúng. Một lần như vậy nữa. Cố lên nào. Tiếp tục đi chứ. Xe đã leo lên lề. Ồ không. Anh ấy lao thẳng vào tường rồi. Phil cố gắng rip, nhưng thất bại rồi. Tôi đang ở World Gym tại thành phố của Cologne, Đức. Tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi IFBO. Tôi đến đây cùng với huấn luyện viên Hany Rambert để tập vai. Bắt đầu với các bài lay roll, sau đó đến full ride kết hợp với lay roll. Có cả các bài tập với máy, bài rib deck với phạm vi chuyển động đa dạng. Cuối cùng là bài full ride bánh lái. Bạn muốn gọi nó sao cũng được. Hôm nay chúng tôi đã rất vui. Buổi tập hôm nay đã khiến tôi khỏe hơn sau chuyến bay suốt 20 tiếng. Thời gian quá cảnh, ngồi trên xe, tất cả những thứ tương tự như vậy chỉ để đến đây. Nhưng bạn biết đó, khi là một vận động viên chuyên nghiệp đúng nghĩa, dù có đi đâu thì bạn cũng sẽ đến phòng gym. Hy vọng các bạn thấy thích buổi tập này. Chúng tôi cũng sẽ làm nhiều video tương tự trong tương lai. Và Hany, chúng ta sẽ lại tập ở đây vào ngày mai đúng không? Ừ, xin kết thúc video tại đây. Phil Head cùng với nhà sáng tạo chuyên nghiệp. Chào tạm biệt các bạn. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô. Máy tập Mỹ 150 triệu. Máy leverage đa dạng, chất lượng cao. Tạ PU cao cấp 100.000 trên ký. Máy tập Direct Drive 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Zumba, yoga, belly dance. Nội thất vệ sinh xịn sò. Thiết bị cardio siêu hiện đại. Phi thực phẩm bổ sung. Không gian sang trọng. Giá chỉ từ 400.000 một tháng.